cả nhà, đây là Nhân Tài Đại Việt, nơi chúng tớ thậm chí còn không thể nấu cơm bằng cách sử dụng nồi cơm điện, không có tivi hay điện thoại thông minh. Chúng tớ chỉ có món quà độc đáo cho fan cuồng mà thôi. Đó là những câu chuyện cảm lạnh, hài hước, vui nhộn, tình cảm, mang tính giải trí. Nếu chúng ta cùng nhau đạt được 1 triệu người đăng ký, chúng tớ sẽ tổ chức một sự kiện dành tặng những món quà có in hình của mình trong Nhân Tài Đại Việt dành cho các bạn. Và đừng quên, mỗi like, mỗi đăng ký mới của các bạn chính là một lần động viên dành cho chúng tớ đấy nhé. Đó cũng là cách chúng tớ thưởng thức sự cống hiến của các bạn. Bây giờ, hãy nhanh tay đăng ký và like để giúp chúng tớ đạt được mục tiêu, có thêm nhiều niềm vui bất ngờ. Trong tháng 1, sẽ có 50 phần quà dành cho các bạn nhanh chân bình luận, chia sẻ, tương tác đều trên kênh nữa đấy. Ngoài ra, ngày 1 tháng 1 năm 2024, chúng tớ sẽ ra mắt Nhân Tài Đại Việt mùa 2 với tiêu đề Đại Náo Kinh Thành. Đội nhân tài chúng tớ gồm Hồng Xiêm, Na, Xoài, Mít Mật sẽ lên kinh thành. Bật mí chút nhé, sẽ được vào ý kiến nhà vua, giúp vua giải quyết các thế lực thù địch trong và ngoài quốc gia. Những vụ án ly kỳ nhiều khi sẽ có sự nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì các bạn, vì các fan, chúng tớ sẽ cố gắng. Hy vọng các bạn ủng hộ chúng tớ đạt được mục tiêu cho đầu năm tới là 1 triệu đăng ký, giúp chúng tớ được lan tỏa đến nhiều bạn khác trên khắp cả nước và thế giới biết đến. Nếu đạt mục tiêu trên, chúng tớ sẽ đưa các bạn đi phiêu lưu vòng quanh thế giới, các thế giới thần bí, vô cùng kỳ diệu. Mỗi tập phim đó chính là sự trưởng thành của chúng tớ. Cảm ơn sự tin yêu của các bạn, yêu các bạn rất nhiều. Nhớ bấm đăng ký kênh và để chuông nhận thông báo nhé mọi người. Mà còn ngủ chưa ngủ nứt thế này à? Dậy, dậy mau. Cái bà này hay nhỉ. Tôi đi làm xa nhà vất vả bao lâu nay, nay về nhà nghỉ ngơi một tí cũng không yên. Vâng, ông nghỉ ngơi dăm ba ngày hôm nay rồi mà vẫn chưa xong à? Ở nhà cũng biết bao nhiêu là việc, về thì nghỉ 1-2 ngày là quá rồi. Xong cũng phải biết đỡ đần vợ con đi chứ. Đúng là rõ lắm chuyện. Bình thường tôi không ở nhà, ba vẫn làm hết việc có sao đâu. Con thích lý sự à? Hôm nay mà không dạy đỡ đần việc nhà thì tôi cho ông nhịn. Vợ về chẳng còn, rõ là chán. Cho tôi bát bún đặc biệt. Tôi bát bún riêu chị Bẹo nhá. Có ngay, có ngay. Bà chủ ơi, bà chủ. Tôi đây. Ơ, là anh Dậu đấy à? Vâng, đây là bà con nhà tôi nay qua chơi. Tôi phải dẫn đến quán ăn ngon nhất làng giới thiệu cho mọi người đấy. Cho tôi 3 bát đặc biệt nhá. Ấy, anh cứ quá khen. Anh với các bác cứ ngồi đi, đợi tôi một lát. Ê, quán bà Bẹo mở rồi này. Thế thì vào luôn thôi chứ còn gì. Bà Bẹo ơi, cho bọn tôi 2 bát bún nhá. Vâng, có ngay. Được ngày quán đông khách mà ông chồng chẳng thấy mặt đâu để phụ một tay. Bực cả mình. Ở nhà chỉ tổ để mụ vợ ca thán, chỉ bằng ra đây ngồi hóng gió còn hơn. Ôi giời ơi, tôi còn chìm mất nét. Đã quá trưa rồi, thôi về nhà vậy. Ông lại trốn đi đâu giờ này mới vác mặt về hả? Tôi đi công việc chứ đi đâu. Ông thì có việc gì? Sáng ngày ra quán xá bao nhiêu việc thì không thấy mặt mũi đâu. Đến giờ ăn thì mới vác xác về. Tôi đã nói là đi công việc rồi mà bà cứ làu bảo. Tôi đi ra xem ruộng vườn thế nào chứ đi đâu. Tôi cũng xới đất, làm cỏ từ sáng đấy, chứ có chơi đâu. Thế giờ tôi về nhà mà bà cũng ý kiến thì tôi đi luôn cho bà vừa lòng nhá. Được rồi, để rồi tôi xem ông nhổ cỏ xới đất thế nào. Thôi, trưa rồi, mau dọn cơm ra đi, tôi đói rồi. Ui, cái lưng của tôi hôm nay sao lại ê ẩm thế này. Lát nữa ăn cơm xong, ông rửa bát cho tôi nhá. Có mỗi mấy cái bát mà, bà rửa đi cho nhanh. Tôi cũng đi nhổ cỏ cuốc đất về, đau cả tay cả lưng đây này. Mà cái sân đầy lá mấy hôm nay tôi bận quá,
Tí ăn xong ông quét sân đi đấy. Ê, mùa này lá rụng nhiều, nay quét rồi mai lại ngập lên đấy mà. Để mai quét một thể. Rồi ông bảo mai thì nhớ mà làm đi đấy. Mà tôi chỉ quét nửa cái sân thôi đấy, chứ mùa này lá rụng nhiều, quét cả cái sân chắc cũng quá sức tôi. Đàn ông đàn an sức dài vai rộng mà quét cái sân cũng kêu quá sức. Ông chỉ có ăn là không quá sức thôi. Thôi bà ăn đi, cứ quyết định thế. Đi làm ăn xa có khác nhỉ? Trông trắng trẻo hồng hào hơn hẳn ở quê đấy. Ông cứ nói quá chứ, tôi làm sao mà sánh với ông được. Ở nhà mà có tiền á, vẫn là sướng nhất. Tôi lại ước được như ông đấy, được đi đây đi đó, mở mang tầm nhìn. Chứ cứ quanh quẩn ở cái làng hạ này á, nó tù người ra ấy. Đúng là trong chán ngoài thèm. Ông có muốn đổi không? Tôi đổi cho này. Ông để cho tôi cái cơ ngơi của ông, tôi ở nhà cày ruộng cũng được. Còn ông muốn đi đâu thì đi. Mời. Mời. Nói vui thế thôi, chứ mỗi người mỗi số phận, ai cũng có cái khó cả. Chỉ có điều á, anh em cứ nhớ đến nhau thế này á là được rồi. Ông chi được cái nói đúng ý tôi. Đi xa lắm lúc buồn, tủi thân lắm. Chỉ mong được về nhà có bạn bè bằng hữu hàn huyên tâm sự. Kể cũng đúng ha. Uống. Uống. Ông đúng là bạn tốt của tôi. Uống. Uống đi. Uống này. Bà làm cái gì đây? Ông Mậu đâu rồi? Ôi giời ơi, hôm nào cũng thế. Say chẳng biết cái gì thế này à? Say cái gì mà say? Tôi còn lâu mới say nhá. Đang nói chuyện với ông Mậu, ông mới sắp đổi nhà cho mình luôn rồi kia kìa. Đổi đổi cái đầu ông á. Bà đúng là đàn bà chẳng biết cái gì cả. Nhà mình sắp đổi đời rồi. Ôi giời ơi là giời. Nếu mà đổi được á, tôi đổi ông luôn đấy chứ. Chẳng được cái tích sự gì cả. Sao cái số tôi khổ thế này? Đêm qua gió to, lá cây rụng nhiều quá. Quét nửa cái sân thôi đã vã hết cả mồ hôi hột rồi. May mà hôm qua lão chồng nhận quét nửa cái sân, mình cũng đỡ mệt. Này này, ông nó ơi. Ơi. Tôi quét xong nửa cái sân rồi đấy. Ông ra quét nốt nửa sân mà ông đã nhận đi nhá. Tranh thủ nghỉ tay nghỉ chân, mình ra ngoài đồng một tí xem thế nào. Ông quét sân nhanh lên đấy nhá. Được rồi. Hả? Cái gì thế này? Cỏ thì vẫn tùm, đất thì vẫn khô cằn sỏi đá. Thế mà hôm qua lão chồng dám bảo là đi làm vườn nhổ cỏ cuốc đất à? Phải về cho lão một trận mới được. Từ nãy đến giờ vẫn chưa ngồi dậy đi quét sân nữa. Ông kia. Tôi đây. Gớm, mới sáng ra mà bà đã rít lên ghê thế. Ông bảo ông quét nửa cái sân mà sao giờ vẫn chưa quét hả? Cái bà này hay nhỉ. Quét sân mà không quét hết đi, để lại một nửa làm gì? Thì hôm qua ông chẳng bảo là nhận quét một nửa sân còn gì. Bà chẳng hiểu gì cả. Tôi có nói là quét một nửa. Đúng, nhưng mà một nửa số lá mà tôi nhận quét vẫn còn ở trên cây, chưa rụng xuống kìa kìa. Còn số lá rụng xuống là một nửa của bà, thì bà phải quét hết chứ. Ông lại còn thích chơi chữ vặn vẹo với tôi à? Thích dở mặt phải không? Ôi giời ơi. Thế hôm qua ai bảo đi nhổ cỏ cuốc đất ngoài ruộng mà cỏ vẫn mọc tùm là sao hả? Để tí tôi cho mít mật mây hào bảo nó nhổ cỏ là được chứ gì. Bà đừng có nóng. Đã lười lại còn dạy xấu cho con à? Ôi giời ơi là giời. Chồng ơi là chồng. Đứng lại. Đứng lại mau. Ây, đừng nè. Xem kìa. Cha mẹ mít mật lại có tiết mục biểu diễn kìa. Rồi ơi là rồi. Ôi giời ơi. Cô bê cái bát canh thôi mà cũng không xong. Con
thằng cái, chán thế không biết. Này, Hồng Xiêm, vào đây cô bảo tí. Cháu chào cô, có chuyện gì thế hả cô? Chuyện mít mật nhà cô chứ còn chuyện gì nữa. Không biết làm sao mà nó hậu đậu thế. Quét nhà thì gãy chổi, nấu cơm thì lúc khê lúc nhão. Đây, lúc nãy cô bê cái bát canh thôi, cũng không bê được tử tế. Chán thế chứ lệ. Thôi mà mẹ, con làm đổ có một tí canh mà mẹ lôi đủ thứ chuyện xấu của con ra nói. Không sao đâu cô ạ, cháu thỉnh thoảng cũng hậu đậu lắm. Cha cháu nhắc nhở xong cũng chẳng để bụng đâu ạ. Nhưng mà cha cháu khác, cô khác. À cô ơi, cháu đang vội, cháu phải đi mua chuối cho cha cháu. Để lúc khác cháu nghe cô kể chuyện nhé. Ơ, nhưng mà cô đã nói hết đâu. Cái thằng... Bú bà đấy à? Ôi dồi, bà đến đúng lúc lắm. Ra đây, tôi kể chuyện này. Ông chồng cô ấy lại 3-4 ngày mới thay một bộ quần áo. Thì cứ chán không chứ lị. Mẹ ơi, con đói quá rồi ạ. Thế hả? Thế cô Bẹo làm cho hai mẹ con tôi bát bún chả nhá. Rồi rồi, có ngay đây. Nãy tôi còn chưa kể hết. Con lợn nái nhà tôi chẳng biết bị làm sao, cứ đêm là nó lại kêu ầm lên, chẳng hiểu chuyện gì nữa. À, ấy, ấy à, mẹ ơi, con đau bụng quá. À, đau quá. Ờ, con sao thế? Để mẹ đưa con đến chỗ thầy lang. Dạ, dạ. Bà đưa nó đi thầy lang rồi quay lại đây, tôi kể tiếp nhé. Cô Bẹo cứ cả ngày than phiền ấy. Cái gì cũng than, ai cũng kéo lại than. Hôm trước tớ với mẹ tới ăn sáng mà phải ngồi chờ cô than phiền cả buổi. Tai tớ muốn mọc kén luôn rồi. Lúc ấy tớ sợ quá, tớ phải giả vờ bị đau bụng để mẹ đưa về. Tớ cũng bị vậy luôn, cũng phải tìm cách chuồn thật nhanh. Hồng Xiêm, cậu có cách gì để mẹ tớ bớt cái tính đấy đi không? À, tớ có cách rồi. Cách gì, cách gì? À, Hồng Xiêm đấy à? Chán thằng mít mật ghê cơ. Cô kể cháu nghe xem có tức không nhá. Cô Bẹo ơi, cháu có chuyện cười này buồn cười lắm. Cô có muốn nghe không ạ? Ờ, chuyện gì thế? Hôm trước thầy Đồ dùng ngón tay trỏ chỉ vào chữ cái trên bảng rồi hỏi bọn cháu. Thầy nói, đây là cái gì? Rồi cô biết cả lớp trả lời thế nào không ạ? Thì trả lời thế nào? Cả lớp cháu trả lời, thưa thầy, đấy là ngón trỏ của thầy ạ. chắc thầy bực mấy đứa lắm nhở. Nhưng mà chuyện này nếu cô nghe nhiều lần thì mới ngẫm được ý nghĩa thực sự trong đó cơ. Thế á? Vâng, để cháu kể lại cho cô nghe nhé. Thầy Đồ dùng ngón tay trỏ chỉ lên chữ cái trên bảng rồi hỏi bọn cháu. Thầy nói, đây là cái gì? Cả lớp cháu trả lời thầy là, thưa thầy, đấy là ngón trỏ của thầy ạ. Cô có phát hiện ra điều gì không ạ? Cô vẫn chưa thấy ý nghĩa gì cả. Thế thì cô lại phải nghe lại lần nữa rồi. Thôi, cô thấy thế là đủ rồi đấy. Ấy, đừng mà cô nghe nốt lần này, cháu đảm bảo cô không dứt ra được luôn đấy chứ. Thầy Đồ lớp cháu nói, ừ, chắc là cô phải đi làm cơm đấy, cũng trưa rồi nhỉ. Ờ, đã đến trưa đâu cô ơi. Cô thấy ý nghĩa của chuyện cháu kể chưa ạ? Cô chẳng thấy ý nghĩa gì đâu ấy. Cháu phiền quá, cô không nghe nữa đâu. Ai mà ngồi cả ngày nghe mấy cái chuyện tào lao như thế này được. Cô không thể cười khi nghe một câu chuyện cười 3 lần. Vậy tại sao cô lại hay than vãn cùng một vấn đề nhiều lần như vậy ạ? Phải đấy, cũng giống như việc cô hay than vãn nhiều quá ấy. Thật sự là có hơi không tốt đấy ạ. Cháu thấy là việc kêu than một lần thì người khác sẽ cảm thông. Nhưng nếu mãi một vấn đề thì chỉ đem đến phiền phức cho người khác mà lại không giải quyết được vấn đề đâu ạ. Thay vì như thế, cháu nghĩ rằng mình dành năng lượng để giải quyết vấn đề thì hơn đấy ạ. Thì ra là vậy. Cô không nghĩ chuyện đó lại ảnh hưởng tới người khác như thế. Cảm ơn cháu đã nhắc nhở cô nhá. Nếu không á, cô bị cả làng ghét lúc nào không biết đâu ấy nhở. Không có gì đâu ạ. Ba
là bà biết đứa nào lấy cái áo của bà rồi nhá. Áo của bà không phải là áo vàng, áo bạc, áo lụa gì cả. Nhưng nó về nhà nào đấy á, thì nó thành áo sắn, áo rét nhá. Này bà béo, bà chửi từ sáng đến giờ mấy tiếng đồng hồ rồi. Bà không thấy mỏi mồm à? Bà không thấy nhức đầu à? Tôi chửi đứa nào lấy cái áo của tôi, chứ có chửi gì bà đâu. Mà bà tham gia làm gì? Áo tôi mới mua, chưa mặc lần nào, nó đã lấy cướp mất. Quân ăn cướp, ăn cướp. Bà chửi thì bà chĩa ra chỗ khác mà chửi. Sao cứ chĩa sang nhà tôi mà chửi thế? Vậy chẳng khác nào là chửi tôi à? Tôi nghe mà rách cả lỗ tai rồi đây này. Bà có tật hay sao mà bà cứ ý kiến ý cò hả? Bà không lấy thì bà sợ cái gì? Nhưng tôi thấy nhức đầu lắm. Nhà tôi ở sát ngay nhà bà. Bao nhiêu lời hay ý đẹp của bà tôi hưởng hết. Không bực mình mới là lạ. Đấy là việc nhà bà chứ. Còn tôi chửi là việc của tôi. Đấy, bà con xem đấy. Có cái áo thôi mà nay nó ăn trộm, mai nó ăn cắp. Không bằng không chứng mà nó dám chĩa mồm sang nhà tôi nói xỏ nói xiên. Đấy, bà con xem, thế là ai đúng ai sai? Ai có tật thì giật mình nhá. Gớm, ai mà biết được. Biết đâu có kẻ giấu áo đi rồi vu vạ, bắt đền người khác cũng nên. À, bà nói cái gì hả? Bà thích đánh nhau đúng không? Ai báo lên trưởng đi, có khi hai người đánh nhau đến nơi rồi. Có chuyện gì thế nhỉ? Chuyện gì mà mọi người chạy rầm rập thế? Trông cứ như là chạy nạn đấy. Ờ, Mít Mật, cháu còn đứng đây à? Về nhà đi, mẹ cháu đang cãi nhau to đấy. Thế ạ? À? Mẹ cháu cãi nhau với ai ạ? À? Nhanh đi, còn đứng đấy mà hỏi à? Có chuyện rồi, tớ phải về nhà xem thế nào đã. Các cậu cứ ở đây chơi đi. Chờ bọn tớ cùng về với. Không ăn cắp thì sao phải có tật giật mình thế? Sao phải đứng đây nói ra nói vào? Ai bảo bà nói lắm điếc tai tôi? Tôi điếc tai thì tôi nói lại đấy. Không được à? Tôi chửi đứa nào ăn cắp, chứ tôi nói gì bà đâu. Tôi chửi đứa nào ăn cắp, ăn cắp ấy. Này, nói chuyện không được chỉ mặt chỉ tay như thế đâu nhá. Cậu đã tìm xung quanh nhà chưa? Tôi đã tìm kỹ rồi, chắc chắn là không thấy. Dẫn tớ đi kiểm tra lại xem. Được, vậy tôi với bà gia đình thề trước mặt thành hoàng làng, ai ra nay dối, thành hoàng vặt ngẹo cổ. Ra thì ra. Được. Cái áo mẹ tớ phơi ở đây này, có khi nào gió thổi mạnh nên cái áo đã bay đi không? Chắc không đâu, mẹ tớ phơi cẩn thận lắm, bão cũng chẳng thể thổi bay đi được ý. Bây giờ cậu ở đây tìm, tớ ra giải quyết. Bà đừng có gấp lửa bỏ tay người như thế, tôi không sợ đâu, kể cả gia đình làng. Đúng rồi, cô không ăn cắp, cô sợ gì? Cô cứ gia đình làng cùng với cô béo là 2 năm rõ 10 ngay, thành hoàng làng linh thiêng chứng giám. Nào, có đi không? Hay để tôi gọi cụ Lý giải quyết việc này? Cây ngay không sợ chết đứng thì sao phải sợ? Cô nói quá chuẩn ạ, à. Cứ gia đình là biết ai đúng ai sai thôi. Hồng Xiêm, cháu nói đúng, ai ăn cắp thành hoàng làng sẽ chứng kiến. Còn ai mà đổ oan cho người khác thì thành hoàng làng cũng sẽ phạt ngay. Có khâu lại đôi dép của người ta mà đòi những năm hào. Định giết người hay là làm sao? Ba đời nhà ta khâu dép có một hào, đến đời ta lại đòi lấy đắt hơn là thế nào? Về ta tự khâu lấy. Na, con mang gạo đi đâu đấy? Con giã gạo làm bánh trôi, chuẩn bị cho Tết Hàn Thực ạ. Con ơi là con, sao con hoang thế hả? Thời gạo trâu củ quế, con lấy cả một giá gạo nếp ra thế này làm bánh. Ôi giời ơi, tôi mà không về kịp thì... Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Tết Hàn Thực xưa nay nhà cha con mình chỉ có bát cơm nhỏ và quả trứng tưởng nhớ thôi. Làm bánh làm gì cho lãng phí ra, còn đúng là tiêu hoang mà. Ta sẽ không bao giờ ăn bánh trôi, nó toàn đường, toàn đồ ngọt nhá. Na, Na ơi, Na. Hồng Xiêm à, vào nhà mình chơi. Cậu lại vừa bị thầy mắng đúng không? Chả tớ mắng mà cậu còn cười được à? Cậu có muốn đi ăn bánh trôi không? Ở đâu thế? Tớ vừa ghé qua nhà Mít Mật, thấy bác ấy đang bán bánh trôi nên rủ cậu qua ăn cùng. Thích quá, thế đi ăn đi. Đúng lúc tớ đang thèm bánh trôi chứ. Cha ơi, con xin phép đi chơi với Hồng Xiêm ạ.
cứ hở ra là đi chơi. Còn về cái. Này, anh ăn xong rồi thì đứng lên. Nhanh nhanh tôi còn lấy chỗ bán hàng. Ờ hay cái bà này, từ từ tôi còn uống chén nước đã chứ. Ăn có mỗi bát bánh mà nửa tiếng không xong. Anh định ăn vạ quán tôi à? Thôi đứng lên đi. Bán hàng mà đuổi khách thế này à? Bà đừng có cậy đồ ăn ngon mà không coi khách ra gì nhá. Rồi có ngày á, không ai thèm tới quán bà đâu. Này, vắng mợ thì chợ vẫn đông nhá. Ăn được thì ăn, không ăn thì biến. Quán bà đông, bà cốc cần nhá. Quán mụ bẹo này làm món gì cũng ngon. Mỗi tội hay chửi khách, ta ghét. Có bánh trôi cho cháu chưa ạ? Cô bẹo ơi, cháu thèm quá. Chờ lát, làm gì mà cứ ầm ĩ lên thế? Không thấy quán đang đông khách đấy à? Nhanh lên, mới ăn được có mấy đĩa. Lề ma lề mề ấy. Cô bẹo ơi, cho cháu hai đĩa bánh trôi ạ. Hết rồi, lúc khác quay lại ăn. Nhà mình còn mà mẹ, để cho các bạn con đi. Con là của khách, cha con phú ông ăn còn chưa đủ. Nói gì bán cho mấy đứa này. Dạ, không sao đâu ạ. Lần khác bọn cháu lại tới ăn. Lần sau đến thì phải đến sớm. Đúng rồi, lần sau các bạn phải đến sớm nhá. Vâng ạ. Mình về thôi Hồng Xiêm. Còn món khác mà. Mít mật, con đứng đấy à? Vào bê bánh ra cho khách. Ngày gì không biết nữa. Tôi muốn được ăn bánh trôi mà không được ăn. Mà lại sắp lễ Tết Hạn Thực. Ừ thì hôm nay không ăn thì mai ăn cũng được mà. Cô bẹo thật quá đáng. Rõ ràng là còn bánh trôi mà sao lại không bán cho tụi mình chứ. Cứ cậy có đồ ăn ngon nên chẳng coi khách ra gì. Rồi có ngày á, có quán ngon hơn quán cô bẹo, lúc đấy cô ấy mới sáng mắt ra được. Thôi mai tớ lại sang rủ cậu, sáng sớm là có bánh thôi. Nhưng mà xoài được ăn rồi này, mít mật ham ăn, nhà lại sẵn bánh thì kiểu gì cũng được ăn rồi. Mà tớ với cậu thì Thôi được rồi, cậu có muốn ăn thỏa thuê bánh trôi có màu sắc không? Hả? Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà ở đâu? Tớ còn tiền, giờ mình ra chợ mua nguyên liệu về tớ với cậu cùng làm bánh trôi ngũ sắc. Bánh trôi ngũ sắc nghe thấy bao giờ? Cứ đi theo tớ thì biết. Ôi giời ơi, mít mật ơi là mít mật. Chưa muộn rồi mà vẫn còn chưa dậy à con? Mẹ, vẫn còn sớm mà. Mẹ để con ngủ thêm một lát nữa. Suốt ngày ăn với ngủ. Xóm làng người ta gọi con là cái thằng béo ú rồi đấy. Con phải rửa mặt cho tỉnh táo, rồi chạy bộ một vòng quanh làng giảm cân đấy mẹ ạ. Cứ nghĩ cảnh mấy đứa nó trêu là con lại tức. Ừ, phải thế chứ. Mẹ sinh ra con đẹp đẽ đáng yêu là thế, mà để người ta giễu cợt mình béo là không được. Vâng, con đi đây. Quyết tâm giảm cân nào. Thôi thôi, đừng dán nữa con ạ. Chỗ bánh khoai này á, chắc cha con mình ăn lay lắt cả tuần nữa mới hết. Nhưng mà trời nôm, khoai mọc mầm hết cả rồi. Để cố thêm vài hôm thì mầm nó dài ra cả gang tay đấy cha. Lúc thì đói góp, lúc lại no dồn thế này. Ai đang chạy ngoài kia, nom như mít mật đấy nhỉ? À đúng rồi, này mít mật ơi, mít mật. Nà, cậu gọi tớ đấy à? Ừ, cậu vào đây, tớ nhờ việc này với. Con chào thầy ạ. Cha con ta đang quá ngán ngẩm với chỗ bánh khoai này. Đã dùng để ăn trừ bữa mấy ngày hôm nay rồi. Trò có thể... Ôi giáo ơi, về chuyện ăn uống á thì mít mật giỏi lắm, cha đừng ngại. Mít mật, cậu ăn hết chỗ bánh khoai này hộ tớ với nhá. Thật à, cho tớ à, thầy cho con ăn thật ạ. Ừ, cho ăn được thì ăn hết đi. Nếu mà thiếu thì lại bảo Na dán thêm cho mà ăn. Thôi ta đi nghỉ tí đã. Ăn bữa trưa này mệt quá là mệt. Ngon quá. Mình cần phải giảm cân. Nhưng mà ăn có một tí bánh này chắc không sao đâu. Na này, tớ hỏi khí không phải. Trong chỗ bánh này có độc không thế? Cậu nói linh tinh gì thế hả? Tớ mà lại đầu độc cậu à? À ừ thì... Bình thường cha cậu có bao giờ hào phóng thế này đâu. Tớ cũng lo chứ. Tớ còn tưởng chuyện gì.
Đây là chỗ khoai bị mọc mầm, để lâu thì không nên, nên tớ mới mang ra rán. Cậu cứ yên tâm ăn đi, mầm khoai lang không có độc như mầm khoai tây đâu mà lo. Ờ, thế thì tớ yên tâm rồi. Đỏ quá. Nó căng cả rốn ra rồi, tớ không ăn được nữa đâu. Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu ăn xong một món mà không còn thòm thèm nữa thì phải. Ừ thôi, cảm ơn cậu nhá. Tớ đang chạy bộ giảm cân, hôm nay được Lộc ăn, chắc là chưa giảm ngay được rồi, mai chạy bù sau vậy. Mít Mật ơi, dậy đi con. Chắc là lâu không vận động, chạy một tí là đã mệt rồi. Thôi thì để cho nó ngủ vậy. Nắng sắp tắt rồi, con đi chạy một lát mẹ nhá. Ừ, cố gắng một chút, giảm cân rồi thì khỏe mạnh, đẹp mình con ạ. Vâng. Chạy về bên nào nhỉ? Thôi thì ra bến đò đường xa hơn, chạy cố cho mau giảm cân vậy. Mít Mật, cậu đi đâu thế? Lại đây. Tớ chạy bộ thể dục ấy mà. Ôi, nhiều cá quá nhỉ. Từ nhà cháu chạy ra đây cũng khá xa đấy. Thôi, thế cũng đủ rồi, lại đây giúp bác một tay. Lát nữa hai cha con sẽ mời cháu một bữa cá nướng ra trò. Vâng ạ. Ừ, cá nướng của bác thuyền trài làng Hạ số 2 thì không ở đâu số 1 ạ. Thôi, thế là hôm nay lại công cốc rồi. Mai mình phải cố gắng chạy nhiều hơn nữa để giảm cân. Quyết tâm. Ôi thôi chết, tớ phải về rồi. Nay mẹ tớ đóng cửa quán sớm, chắc là sẽ ở nhà đợi cơm đấy. Cháu chào bác ạ, cháu về đây. Ừ, đi từ từ thôi, chạy sóc là đau bụng lắm đây. Về rồi à con, mau đi tắm rồi ra ăn cơm. Dạ thôi ạ, con không ăn được nữa đâu ạ. Mít Mật, Mít Mật, vào đây đi. Gì chứ, chắc là không phải ăn nữa đâu nhỉ. Làm gì có nhiều thóc trên trời rơi xuống đãi gà rừng thế chứ. Mà có, mình cũng chẳng ăn. Thấy Na kể, ngày nào cô cũng chạy quanh làng nên tớ đợi sẵn. Nào, ăn hộ tớ hai cái bánh chưng này nhá. Hả? Bánh chưng to thế này á? Lại còn hai cái. Ừ, năm nay nhà tớ chót gói nhiều, tớ ngán lắm rồi. Chỉ muốn nhanh hết thôi để còn được đổi món khác. Cậu giúp tớ đi, nhá. Thôi được rồi, đây sẽ là lần cuối cùng mình ăn trong khi đi chạy. Đúng là no ra bụng thì trùng ra mắt. Tớ về nhà ngủ đây. Mẹ, ăn cơm trước đi. Khổ thân con tôi, chắc dạo này nó nghe mẹ cố gắng tập thể dục giảm cân nên mệt lắm đây. Quái nhỉ, cả tháng rồi, Mít Mật chẳng gầy đi mà lại còn tăng cân. Quần áo chật cả, tất cả chun, rách cả mông ra đây này. Chè ở đây ngon thật đấy Mít Mật ạ. Mít Mật à? Sao nghe như tiếng thằng xoài gọi Mít Mật ấy nhỉ? Mít Mật! Kìa, mẹ cháu gọi kìa. Mít Mật! Mẹ, con bảo là con đi chạy bộ. Sao chạy bộ gì ở tận hàng chè thế này hả? À, chị Bẹo, chị đừng trách cháu. Chẳng là em mới mở quán chè chiều ở góc chợ nên cần có người ngồi cho quán ra vẻ đông khách. Thấy bán chạy thì những khách khác đi qua mới vào ăn. Mít Mật ăn rất giỏi, còn dẫn các bạn tới nữa nên đã thu về rất nhiều khách cho quán chị ạ. Tất cả cũng nhờ bạn ấy mà chúng cháu mới được ăn thoải mái không mất tiền đấy ạ. Con xem người ta gọi con là gì kìa. Rồi ạ. Bảo sao ngày nào cũng đi chạy mà mãi không giảm cân được. Tại đồ ăn ngon quá, con không cưỡng lại được lời mời của mọi người. Thế này làm sao mà giảm béo được đây? Muốn giảm cân thì quyết tâm bằng lời nói chưa đủ, cậu phải thể hiện bằng hành động, đừng trì hoãn thêm một ngày nào nữa. Cậu nói đúng, đúng là tớ chỉ biết giảm cân bằng mồm thôi,
mà giảm bằng mồm thì béo vẫn hoàn béo. Kỳ này có cuộc thi viết thơ để chọn người thi lên tỉnh. Quan huyện nói mỗi lớp học trong huyện phải chọn ra 3 đứa trẻ để thi. Thầy sớm chốt học trò rồi nộp danh sách lên cho quan huyện nhé. Được, tôi biết rồi. Giờ thật, lớp của mình có mỗi Hồng Xiêm với Na là biết làm thơ. Mấy đứa còn lại thì đúng là không đứa nào được việc. Thôi, để mai cho mấy đứa nhỏ bốc thăm vậy. Sắp tới có một cuộc thi làm thơ. Ngoài Hồng Xiêm và Na ra thì thầy sẽ chọn thêm một trò nữa để tham gia thi. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm nhé. Bắt đầu từ bàn đầu lên bốc cho thầy. May quá, không phải đi rồi. Các cậu cũng không trúng à? Ừ. Ôi, con trúng rồi. Vậy được rồi, ba trò Hồng Xiêm, Mít Mật và trò Na về thông báo với gia đình, rồi chuẩn bị hành trang ngày kia sang làng Đông ôn thi cho tốt. Đã rõ chưa? Vâng ạ. Chán chết đi được, ở đây phải dậy đi học còn sớm hơn bình thường nữa. Tớ chẳng muốn đi tí nào. Tớ có biết gì về thơ ca đâu cơ chứ. Thơ là một phần thôi. Tớ nghe nói làng Đông còn nhiều chỗ chơi thú vị lắm đấy. Nhưng không biết thời gian phải học như thế nào, liệu có trống chút nào để bọn mình đi thăm thú không nữa. Thật á? Thế thì quá tốt. Tớ chẳng học gì đâu nên chẳng lên lớp làm gì nữa. Giờ tớ trốn ra ngoài chơi đây. Hai người các cậu cầm sách vào hộ tớ. Đợi tớ đi chơi rồi về kể cho nhá. Như thế không được đâu. Anh lính trông coi mà phát hiện thì sẽ bị phạt đấy. Anh ấy chỉ đứng coi cho có thôi, chưa quan tâm bọn mình làm gì đâu. Nếu bị phát hiện thì tớ chạy. Ở đây tay mẹ tớ chẳng vươn tới được mà quản. Tớ chẳng sợ. Thôi kệ cậu ấy vậy, bọn mình vào học thôi. Ừ. Mít Mật lại trốn đi chơi à? Ừ, ngày nào cậu ấy cũng đi chơi tới tối mới về. Sướng thật chứ. Lâu lắm tớ không biết mùi vị được đi chơi là thế nào rồi. Nếu không phải nhà tớ ngay cạnh lớp, tớ cũng muốn trốn đi chơi. Chuyện lạ gì thế này? Sao tự nhiên Mít Mật lại chăm học thế Hồng Xiêm? Chuyện đó phải kể từ trưa hôm qua. Cháu ơi, cô tới đưa đồ cho con trai cô tí. Con trai cô nó ở trong này ôn thi ấy. Cháu gọi thằng bé ra giúp cô được không? Dạ, giờ này vẫn là giờ ôn của các cháu ấy nên không thể ra ngoài được. Cô đợi nửa canh giờ nữa là lớp tan rồi ạ. À thế à? Thế thì được rồi, để cô đợi. Cảm ơn cháu nhá. Dạ vâng. Thôi chết, chắc cô Bẹo đến thăm Mít Mật đây mà. Phải đi tìm cậu ấy thôi. Mít Mật, mẹ cậu tới tìm cậu kìa. Ừ, may quá. Hôm nay tớ không ra ngoài chơi, chắc mẹ tớ mang đồ ngon lên đấy. Cậu đi cùng tớ đi. Ừ. Mẹ. Ôi, Mít Mật đấy à. Mẹ tiện đường mang ít đồ ăn lên cho con đấy. Thế nào, ôn thi ổn cả chứ con? Thì cũng ổn mẹ ạ. Thật à? Ổn là được rồi. Mẹ cũng không yêu cầu gì, chỉ mong con cố hết sức mà vào được vòng thi tỉnh. Không vào được cũng không sao, con cứ cố hết sức mình là được. Mẹ tự hào về con lắm. Vâng vâng, mẹ mang gì cho con đấy? Ít hoa quả với ruốc này nọ ấy mà. Phải bồi bổ thật tốt mới có sức mà thi con ạ. Vâng, thôi mẹ ạ, chắc con phải vào trường luôn đây. Mẹ cũng về đi nhá. Ừ, thế mẹ về nhá. Cố lên con trai. Vâng. Này, tớ thấy chân mẹ cậu hình như có vấn đề rồi. Mẹ cậu cứ đi cà nhắc suốt kìa. Ở sau gót chân, tớ còn thấy có cả vệt máu nữa. Sao lại thế được? Bọn mình đi theo xem sao đi. Đi. Đó là vết xước do giày rơm cọ thành. Phải đi bộ rất lâu, gót chân mới có thể có vết thương nặng như thế. Mà bây giờ đã ra tới cổng làng rồi, mẹ cậu vẫn không lên xe ngựa. Hình như mẹ cậu đã đi bộ cả một đoạn đường dài từ làng mình sang đây đấy. Mẹ tớ muốn tiết kiệm tiền. Sao mẹ tớ phải vất vả như thế cơ chứ?
không sang thì cũng có sao đâu. Nghĩ lại thì ban nãy trời nắng chang chang, cha mẹ của mấy người đến thăm đều vào quán trà ngồi đợi. Chỉ có mẹ cậu là đứng ở gốc cây chờ, bị nắng chiếu đến mặt đỏ bừng. Vậy mà tớ... Chuyện là vậy đấy. Cô Bẹo rất hy vọng vào Mít Mật. Con cái chính là ước mơ của cha mẹ. Mẹ cậu ấy vì muốn cậu ấy có đầy đủ đồ ăn, có sức khỏe thi tốt mà lặn lội đi bộ con đường dài như vậy tới nỗi gót chân bật máu. Thế nên là bọn mình chừng nào chưa thành công thì chưa có quyền lười biếng đâu. Thì ra là vậy. Hôm qua Mít Mật ngồi khóc cả buổi chiều, tối đó cậu ấy ngồi đọc thơ tới khuya luôn. Từ chuyện của Mít Mật, chỉ mong bọn mình cũng thấu hiểu được vất vả của cha mẹ. Tớ cũng phải học đây, không thể làm mẹ tớ thất vọng được. Ừ, bọn mình cùng cố gắng.